Nào, đánh đàn giả vờ đi để bổ sung. What does the sheep say? What does cherry say? Nó kêu là cherry đấy. Đâu kêu là đi. Rồi, đi, đi ra khác chơi đi. Bám vào, không được bỏ tay ra là được. Ơ, cái lúc con được. Đúng không? Đốt nửa. Làm gì có gì mà đốt nửa. Đi đi ra lên khu trò chơi đi, chơi đi xuống đi. Em không là nàng thơ, anh cũng không còn là nhạc sĩ. Đó là mẹ sợ mẹ đã kêu rồi. Không sao, cái này bình thường con ạ. Hả? Happy. Con sợ trời ý à? Quay đây con ơi. Rồi, thích không? Con thích không? Nào, không không không. Đứng đây bố chụp ảnh thác nước cho. Không, đứng đây này, đứng đây, đứng đây. Thác nước này đẹp mà. Nào, nào đứng đứng yên xong bố chụp ảnh ấy nhá. Thác nước đẹp quá. Con nhìn xuống dưới chân xem. Không sao đâu, đi đi. Không sợ. Chê đi cứu bố. Ra đây kéo bố vào chê đi. Cứu bố. Chạy đây cứu bố. Nhanh lên. Đây. Kìa, siêu nhân kìa. Đấy, robot. Đây là robot. Rồi, ok, được rồi, nhé, nếu mà cần thì cháu lại gái nhé. Giờ lại đi chăn tiếp à? Mình là mông à? Hôm nay không phải đi học à? Đâu xem cá nào, cho chú xem cá với. Đâu cá đâu, nhiều không? Thế nào? Ừ. Nhà ở đâu? Dạ, xa đây không? Không bắt nữa à? Hả?
Ăn đi, bóc ra mà ăn. Về về mới ăn à. Chị ơi. Này, này, từ từ. Thích không? Kìa, anh tự ra lấy được. Anh vừa vừa vứt ra. Để bố quay phim cũng được. Chị đi thích không? Tối nay chắc bầu trời đầy sao? Lau là được. Không, không, nó không được đi rồi. Rồi. À, đang vẽ à? Anh tin không nói chuyện với cậu Nam à? Không có 3G không gọi được. Không gọi được thì em. Gọi được cái ngủ. Thôi. Ngủ là ngon, ngủ khỏe. Ừ. Đi chơi ngoan. Có ấy ông này. Có căng tay này ông đi làm gì căng tay. Có phải bẩn tay. Không sao đâu. Củ khô. Khô, hoặc bực tay. Củ này củ khô. Ừ, củ và củ khô. Củ củ và mế. Nắng lên rồi. Rồi con xinh quá. Con không ngồi xích đu nữa à? Con tưởng ông Bảy bẩn giày công chúa nhá. Không bẩn giày công chúa. Quả mận đấy. Có ngập. Con đi, ra kia để ăn con ơi. Con nhà đi. Sao? Con trâu đi ở xa. Nè, nhà đi. Tí bố bắt con trâu. Ừ, tí bố bắt con trâu cho con để con cất ở đâu? Cất ở đâu để mang về? Tôi cất ở đâu nhỉ? Nắp của tô á? Ông tôi. Thì nhà đi. Tí bố bắt con trâu thì nhiều đồ lắm. Không sao. Con nhai đi. Cắn đi. Con ăn ít thế. Từ từ đây. Nhai thế cắn đi. Cắn nhai bỏ đi. Rồi được được rồi. Còn hai sợi thôi. Hết rồi, hãy cho miệng đi. Thank you chưa? Tông qua con ngủ nhiều thế. Con ngủ 12 tiếng liền. Con xấu thế. Con xấu. Con đi đâu đây? Đồi chè. Con là cô gái dân tộc à? Hả? Con là cô gái dân tộc. Xấu lại còn mặc quần áo dân tộc. Đẹp. Đẹp đâu mà đẹp. Con đi cái giày này cho vừa đẹp. Nào, đứng im nào. Đứng im để bố nhìn nào. Mua các thứ á. Ổng mua được lão. Lại mấy mê mua chè với cả mua tàu mèo. Chê đi đi. Con mấy tuổi rồi?
10 tuổi á? Ừ. Dân tộc Mông à? Cuối tuần mới đi hay là ngày thường đi? Ngày thường đi, thế không đi học à? Thế là không mang mà đi học được. Thế nó bắt mình cược thế... bao nhiêu tiền? 30.000. Thế thế thế, thế đi ra đây là làm gì? Thế có 30.000 nhỉ? Chụp ảnh cứ mỗi người mà muốn chụp ảnh cái giỏ kia thì mất bao nhiêu tiền? 300.000 nhỉ? Cho nhờ cho. Ừ. Mượn. Sẽ phải nữa chơi đi. Chơi đi có một đội quân đi theo. Đi con ơi. Nghe bắt sữa con bò à? Cherry. Tay con có cái gì đấy xinh xinh đấy? Cả con bò kia nữa. Con bò này nữa này, Cherry này. Bắt sữa bò. Đi. Đi cho bắt sữa này. Ờ. Ui nhiều nha. Rồi. Thôi đủ rồi. Đi ra chung con bò giả đi. Cho nó ăn nó đau bụng. Đi 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 đi. Chưa chơi đi. Ồ con này như chửa ấy. Con khỉ kìa. Chê đi, con khỉ nó há miệng kìa. Chê đi cho nó ăn đi con. Đấy, ta vứt đầu. Ta vứt đầu nó. Vứt đầu từ từ thôi nhá. Đừng để cho em ấy sợ. Đấy, con vứt đi. Vứt đầu đi. Em này lớn hết rồi. Em lớn hết, em bé đâu? Bên kia. Đây này. Đây nào, đâu con ra, con xem em là bé thì con chơi. Chạy mất rồi. Con đấy nó có vẻ thích ổn bây giờ. Đây, bên này. Thôi, kìa, đi xuống đi, xuống chơi. Đi. Đây, bố ném Cherry xuống cho Cherry thành mồi cho cá nhá. Một gói nhiều. Ừ, gói. Đấy, thích ăn đằng sau ấy. Quăng ra đằng xa ấy, họ chẳng phải cho ăn nhỉ. Ôi, thích không nào. Anh cứ đứng đấy ra đây thì tao anh làm gì? Anh quay clip nó. Ôi, cá chết bình thường nữa đây. Tối, à có cả cá rô này. Ra đây câu lên mà nướng. Hay là cho Cherry xuống cho cá ăn Cherry nhá. Để dành tối thì lại ra đây chơi, cho nên mình tối mình ngủ ở đây mà. Ra xem mua vé như nào. Cho Cherry chơi. Cho con ngựa con thích kìa Cherry kìa. Đấy, cưỡi ngựa này thích hơn cái cưỡi ngựa ở đồi chè đúng không? Cười đi. Thích không? Chê đi ơi. Con thích không? Cưỡi ngựa thích không? Thank you.
đây rồi. Vẫy tay đi. Bye bye. Con bấm đi, con thích bấm lúc nào thì bấm. Nhìn này, nhìn vào camera bố. Cười lên. Thích đi máy bay không? Con vào chơi đi. Con ngồi một mình nhá. Đúng rồi, con ngồi một mình được chỗ này. Nhé. Chê đi cho bố nhìn cái nốt ruồi ở răng xem nào. Là gì? Con ngồi chắc nha. Hai gia đình, một căn ý ở được hai gia đình. Đây mà chỗ này cũng yên tĩnh, cũng đẹp, cũng có trò chơi rồi, có cả đạp vịt ở dưới. Sáng mai thích đạp vịt thì ra đạp vịt. Rồi đi xe điện này, các thứ. Đây, rừng thông này, không khí cũng mát mẻ. Đây, bây giờ nó bắt đầu lên đèn này, tí nữa tắt nắng thì nó đẹp. Tối là mình đi ăn, mình quay lại. Em nhìn mấy cái vệt trên trời nhiều máy bay nó bay. mấy vệt mây kẻ kẻ. Mùa hè mình lên đây thì chẳng phải đi Đà Lạt đúng không? À, mình đi đây là vòng về đấy. Vâng, mình đi đây là vòng về mà. Về được đấy, đi. Mình đi vòng này là mình về là vừa, đúng không? Cả đàn co kìa con kìa. Em màu trắng kìa. Con có bệnh này. Bay mất rồi. Đây. Nó lại bay lại kìa. Đây. Đấy, vừa đang coi trắng đấy. Chỗ này người ta trồng lúa. Không biết trồng rau. Nhìn cái gốc như gốc dạ ấy. Kìa chim đấy. Kìa đấy, chim đấy. Chào đi. Đấy, con gọi đi. Con ơi. Cẩn thận. Cái con xe đạp của họ. Đấy, con gọi nó bay cho chỗ con đấy. Ui, thích ạ. Cò. Mùa hè lên đây thích hơn Đà Lạt. Chê đi, vừa nãy thấy quả dâu tây không con? À, đi lên kia tìm quả dâu tây nhanh lên. Đi lên trên đằng trên kia có quả dâu tây đấy, tìm quả dâu tây nhanh lên. Đây là một đêm. Cá chấm. Cá chết bình thường. Ui, cá chấm. Nước mắt là bồi chét. Bao nhiêu giờ? Chét đen rồi. Không, nó chết bình thường đây. Đây, bây giờ đi tìm chim cánh chuột cụt nhé. Chỗ nào đây? Con đang ở rừng không à? Đây, giả con này. Hả? Xuống không? Nằm ngủ trên mài xuống nhỉ. Rồi, đây bố chụp cho. Con ra chỗ trái tim mà nhiều hoa nhất ấy. Con nhìn chỗ nào nhiều hoa nhất, con đứng ở trái tim đấy, con bố chụp cho. Đi 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 tiếp. Cái trái tim mà hoa đẹp nhất ấy. Ừ, đúng rồi. Đấy, con chạy ra đi nhanh lên, không đông thế này. Ông bố chụp cho trái tim đẹp nhất. Đấy. Ra trái tim này bố chụp cho. Nào, xinh không? Xinh không? Được rồi. Anh chỉ không đi đâu. Không đâu.
xong rồi con thấy cái xong liền thế. Xong con chỉ được một quả hai quả. Con chỉ được một quả hai quả. Đây có một quả nữa nhưng không biết là có mục sao không? Một quả nữa. Đấy, em nó mục thì bỏ. Hai quả nữa này. Có mục không? Đấy, ông xem không? Ê, buồn bé. Ok. Nhiều đèn á. Đây chụp ảnh cho nó đi. Đây có cả sân. Đây hoa này. Hoa này. Em đang lại chụp đấy. Có cải này em này. Ban ngày chụp hoa mới đẹp. Nhưng mà ban ngày em chỉ có bụi mía kìa. Em vào bụi mía mà chụp kìa. Như nào? Bố, bố quậy. Quả nó bay kìa. Đi đi ơi. Như là con bò hay con gì? Ra gần mới biết. Con bướm này. Quả dâu tây. Mặt trăng đấy, mặt trăng nào? Con đi ra tháp Eiffel đi. Đi 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 ra tháp Eiffel cho mọi người chụp ảnh. Tháp Eiffel. Tháp Eiffel to thế. Làm cả cái tháp luôn. Chụp cái tháp này không rõ mặt đâu. Chụp xa tí thì mua giống các cô đi. Ba răng vui thôi đừng vui quá. Chúng ta sẽ chia nhau ra những chiếc chiếc mùa. Vâng, xin mời quý đoàn chúng ta sẽ di chuyển vào phía bên trong sân khấu này ạ. Xin mời quý vị chúng ta hãy cùng tạo thành một vòng tròn thật lớn quanh đầu tiên của mình. Trò chơi rất là đơn giản ạ. Trò chơi này thì xin phép được gửi quý đoàn chúng ta. Đi. Còn chị đang được đúng rồi. À, có
Thế bên trong nữa còn vườn nữa không? Có hai bản nữa, nhưng mà có nhiều hoa như này không? Chỗ này nhiều hoa nhất à? À, vào vườn thì là 15.000 đúng không? 15.000 một người á? 15.000 một người, có mình em chụp thôi thì đấy, mọi người có chụp đâu. Thì anh vào chụp cho em. Em bé có tính tiền không? Không à? Chụp người lớn thôi thì đây có mỗi cô này chụp thôi, chụp cho cô này thôi, chú không chụp. Chú vào chụp thoải mái đi. Thế giờ con em phải chụp chỗ nào mà có cả hoa cải ấy. Đây này, trước là hoa kia cải. Tí lại đi bộ lên kia. Đây này, chú vào cái cục chạc này, đứng chụp là ở dưới chú. Rồi chú đi về đến tí khoảng 20 ngày nữa anh đây là hoa mận hoa đỏ. 20 ngày nữa là thằng này là hoa đỏ. Có lạnh không? Lạnh không? Lên đây này. Hả? Lạnh không? Không à? Không lạnh. Đâu? Anh đứng tên này anh chụp cái gì? Không, đi thôi. Từ từ ra để anh chụp cho. Đây là con chụp xích đu à? Đây này, em làm một thoái thoải một rừng này này. Em đứng ở chỗ cây mận cây đào ấy kìa. Cái đào ấy. Cái đấy chỉ cây đào không có mận, em đứng ở chỗ giữa. Chưa đến mùa hoa mà đào. Cây đằng kia mới đẹp kìa. Ừ. Chỗ đằng kia mới đẹp. Như đây không có xe máy. Chưa xe máy thôi đúng không? Xe máy họ đi được mà. Tí nữa họ đi lên vướng xe họ. Em không là nàng thơ, anh cũng không còn là nhạc sĩ mộc mộc. Tình này nhẹ như gió lại chiếu lên tim ta. Hoa mận đấy à, hoa cải à? Khi nào thì hết hoa à, chị ơi? Một tuần nữa hết hoa. Thế chỗ nào lại có hoa thì chỗ này không chụp ảnh được nữa. Đợi hoa đào. Thế trong mỗi chỗ này trồng cải, cái đoạn dưới kia, cái đất trắng trắng kia là trồng gì kia? Cỏ. Thế có mỗi chỗ này trồng cải trắng à? Tiền gì? Đi. Đi về thôi. Con làm gì? Tiền con làm gì? Thế bây giờ đi chơi, đi tìm ra em mỏm đá cái gì? Có thì có nhưng mà nơi đi bán rất tiền, hơn 2 triệu con đấy, 2,5 triệu đấy, hai triệu, triệu rưỡi, triệu bảy chứ mà sờ được mấy người không? Ăn hơn được.
Thế đi ơi. Con đi làm giống các chị không? Thấy sỏ ngon nhỉ? Vừa mua rồi. Là con ngồi đi bố chụp cho. Nào, thế em phải đợi cái người kia đi đã rồi mới chụp được, không vướng rồi. Thế con trai thì mới là A xong tên à? Con trai ví dụ là tên gì? A Tủa? Gì đó? Có A gì? Con xuống không? Kệ xe đi. Ở đây con đi ra đằng trong kia nữa không? Đi ra đằng trong kia chụp ảnh thì đi ra. Đấy. Cảm ơn các chị chưa? Con chạy ra mẹ đi. Con chạy ra mẹ bố rồi quay nhá. Nào đấy. Lâu lắm con mới được gặp các chị đấy. Chị kia ra ôm bé một cái không? Chụp đâu quay mà. Ôm bé. Ừ. Con thơm chị một cái. Đi thôi. Đi. Con yêu các chị không? Thế bye bye các chị là mình về nhá. Hay là mang các chị về nhà mình nuôi. Bye bye các chị đi. Đèo đá trắng. Ăn mù mịt nhai được cả mấu ăn nhai cả mấu luôn à, cái mấu của nó giòn lắm Ê, bố vào ăn bố. Vằn thịt xiên đây. Vằn xiên thịt. Tí ngon thì lại gọi tiếp. Có tương không chị? Cái xấu nhỉ? Vằn no chưa? Vằn no không? Đèo đá trắng. Có, ăn được 2 quả trứng. Kia kia bà có chắc là nó bỏ đây nhìn thôi hả đường ấy bố xem đi biết đây là đâu
đây là thủy điện sông Đà. Đây là sông Đà, còn đây này, đây con sang đây là con nhìn được hồ này. Nhìn này, sang đây bố cho nhìn hồ. Em bế Cherry lên đi. Như đoàn tàu lăn bay mưa. Con ơi. Con ơi. Trèo, trèo, trèo lên được rồi. Đây. Đây là ra ông bế lên mà nhìn. Công trình thì ăn nha. Ra đây mà câu cá. Nhìn như Vịnh Hạ Long. Đấy, em chụp ảnh ở đâu anh chụp cho? Vẫn mù mù nhỉ. Hả?